Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Lam, 18 tuổi, học lớp 3, trường tiểu học Xuân Hải. Hôm nay mình gửi lời chúc đến cầu thủ Văn Thánh là cháu chúc chú là mạnh khỏe, thành công trong bóng đá. Cháu thấy chú khoanh tay rất là oai phóng. Quảng Hải đã như là Thái Bắc Hàng và mang lại danh dự cho đội Việt Nam. Cháu chúc đội tuyển U23 Việt Nam ngày càng phát triển và thành công trong thời gian sắp tới. Các bạn ở câu lạc bộ này đến gửi clip này đến đội tuyển U23 Việt Nam để chúc đội tuyển U23 Việt Nam đã vào chung kết.